Hello mọi người, đây là siêu phẩm Master Baby Lip Volume tinh chất cấy hồng môi chuyên trị thâm môi, làm hồng môi giúp môi căng bóng mềm mướt cho mọi người. Bây giờ sẽ bày cho mọi người cách, hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng như thế nào nha mọi người. Đây đây đây, thì cái combo của nó sẽ là như thế này nha mọi người. Có 2C như thế này, nhưng mà hiện tại nó là cây không nha mọi người. Cây không thì bây giờ nó sẽ có thêm hai em ống nhỏ như thế này ha. Rồi bây giờ Trang sẽ chỉ cho mọi người cái cách gắn như thế nào. Ok, đây là một cái các bạn bật nắp ra và các bạn nhấn như thế này. Các bạn chỉ cần thấy là một cái như thế này là cái cây nó đã vào như thế này nhé. Và cũng tiếp tục tương tự như cái cây màu vàng thì các bạn chỉ cần ấn lên một cái như thế này đấy. Nó rất là đơn giản và đây là combo của mình nè. Babyliss Volume là cây màu đỏ nha mọi người. Tinh chất khử thâm môi làm hồng môi, giúp cho môi của mình lúc nào cũng có được một combo tự nhiên hồng hào. Và đây là em dưỡng cho mọi người, dưỡng cực kỳ đỉnh luôn, giúp cho mềm môi, căng mướt môi. Những cái ai mà da nhăn nheo và coi như da môi không có được hồng hào, không có nó bị khô nứt các mọi người, thì dùng em này và đặc biệt nó sẽ khó hồng môi vĩnh viễn nha. Một combo siêu đỉnh này sẽ giúp cho đôi môi của các chị em nào đang tự ti, có nỗi đau về đôi môi, sẽ giúp cho môi căng mướt bóng mềm mướt nha mọi người. Vì đây là thành phần còn chứa những cái thành phần thiên nhiên quý hiếm trong đây, như vi tạo đỏ nè, HA nè, hoa hồng đá nè, cam nhật bản nè, nam việt quốc nè, dầu jojoba nè, nó rất là nhiều thành phần tinh túy trong đây, cho nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng. Và nếu như ai dùng sản phẩm này mà không hiệu quả, hoặc là những ai mà xài cảm thấy nghi ngờ, nghĩ rằng là sản phẩm này không tốt, thì các bạn có thể đi kiểm nghiệm. Nếu mà nó có chất cấm chứa gì để ngon thì Trang sẽ đền ngay cho mọi người 100 triệu đồng cho mọi người. Cho nên là mọi người cứ yên tâm sử dụng. Và đây là cái sản phẩm đã được nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO cGMP và FDA, có thể qua tới nước ngoài, qua tới Mỹ luôn nha mọi người. Cho nên là với một cái thành phần như thế này, với một sản phẩm như thế này, các bạn cứ tự tin và sử dụng nha, tự tin và sử dụng, không lo về bất cứ điều gì hết. Và Trang sẽ cam kết cho mọi người, nếu như mọi người xài không hiệu quả, Trang sẽ hoàn tiền cho mọi người hoàn toàn. Và bây giờ Trang sẽ hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng nha mọi người, cái cách sử dụng như thế nào. Và bây giờ Trang sẽ bày cho mọi người cái cách sử dụng siêu phẩm này như thế nào. Thì tối mọi người sẽ sử dụng em Babyliss Volume trước cho mọi người đó. Mọi người chỉ cần gỡ ra, mọi người ấn và mọi người thoa vào, thấy vào đó, mọi người sẽ thấy đôi môi của mình nó căng mướt luôn mọi người. Dạng như tinh chất lắm, nó vào trong cái môi, nó làm cho da môi các bạn căng ra đó, căng ra. Và sau đó khoảng 5 phút, sẽ khoảng 5 phút các bạn sẽ bắt đầu là cấy em dưỡng này lên. 5 phút các bạn cấy em dưỡng này lên đấy, các bạn ấn ra và các bạn để cho môi cấy dưỡng lên. Và các bạn nhớ là cứ để như vậy và đi ngủ, nhớ đừng bận môi nha, nhớ đừng bận môi nha mọi người đó. Và như thế các bạn đi ngủ thôi, các bạn đi ngủ vào ngày mai lại, các bạn rửa mặt xuất viện, các bạn sẽ cảm thấy đôi môi của mình rất là tươi tắn. Như vậy đi ngủ nha mọi người, nhớ đừng bặm môi nha, để cho cái môi của mình nó được mềm mướt, căng mướt. Khi các bạn bặm môi rồi, cái HA nó đi vào bên trong, cái môi sẽ không còn căng mướt nữa. Cho nên nhớ một điều là đừng bặm môi nha, đó, để cho cái môi được căng mướt. Và như vậy ngày mai lại các bạn rửa mặt xuất viện ngủ. Thì bây giờ Trang sẽ lấy giấy và Trang lao đi cho mọi người xem nha, lao đi cho mọi người xem là cái nó khi mà các bạn rửa mặt xuất viện ra thì cái môi của các bạn sẽ như thế nào. Đây. Đó. Vẫn rất là hồng hào nha mọi người đây. Và cái môi của các bạn rất là căng luôn nè. Cực kỳ căng mọi người thấy không? Lúc đó các bạn biết bỏng môi làm gì thì nó cũng không có còn cái gì hết. Đây. Đây nha mọi người. Trang đã xài sản phẩm này 2 năm mấy trời rồi, cho nên là lúc nào cái môi của Trang nó cũng hồng gì hết á. Trang không cần phải đánh son luôn á mọi người. Đó, cái môi lúc nào cũng căng mướt, cho nên là các bạn cứ làm như Trang, hướng dẫn sử dụng của Trang thì môi của các bạn chắc chắn rằng nó sẽ rất là hồng hào. Đó, và mai sáng lại các bạn muốn ra đường hay các bạn muốn làm gì đó, các bạn muốn cho cái môi của mình nó thêm một cái gọi là có được cái màu hồng tươi được rõ, thì các bạn cứ cấy em này lên, cấy em này lên là ok nha. Và như thế thôi, nó rất là đơn giản luôn mọi người, không có gì khó hết. Không có gì khó hết, cho nên là mọi người cứ yên tâm là sử dụng sản phẩm này, chắc chắn chỉ cần một liệu trình thôi, môi của các bạn sẽ khử thâm và đem về đôi môi hồng tự nhiên nha mọi người. Chạm vào là hồng, nhớ điều đó nha mọi người.